Vâng, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà tiếp tục quay trở lại với kênh Thảo Dược Người Dao. Hôm nay trong clip này tôi xin tiếp tục chia sẻ cho các bác một cái cây thuốc. Đây là một vị thuốc cho cái bài dạ dày thang của người Dao trên tôi. Vâng. Hôm trước thì tôi đã chia sẻ về cái cây chè dây này rồi. Và đây chính là cây chè dây, một trong những cái vị thuốc hỗ trợ điều trị viêm dạ dày, viêm loét dạ dày rất là tốt. Còn cái ngày hôm nay, clip này tôi xin chia sẻ đến các bác một vị cây thuốc nữa trong cái bài thuốc dạ dày thang của gia đình chúng tôi. Còn thưa bác, đây chính là cái vị thuốc mà tôi muốn chia sẻ, muốn gửi đến tất cả các bác. Mong các bác theo dõi cái clip này. Đây là cây chè dây này các bác này. Vâng, cây chè dây thì hôm trước tôi đã giới thiệu rồi, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cây này. Bây giờ tôi sẽ nhổ một gốc cho các bác xem. Vâng, cây này người dân tộc chúng tôi gọi là cây sồng xị hay là phùn xị các bác nhé. Vâng, đây là cái cây mà đây là một vị thuốc không thể thiếu mà đối với những cái trường hợp mà bị trào ngược các bác nhé. Dạ dày thì nó có nhiều loại, có viêm hang vị, có viêm loét, có trào ngược các loại, trào ngược ở hơi ở chu ấy, thì chúng ta sẽ kết hợp cái vị này. Đây là những cái kinh nghiệm dân gian ở trên đồng bào trên vùng tôi đã sử dụng và chữa khỏi rất là nhiều, cho chữa khỏi cái bệnh dạ dày, bệnh trào ngược cho rất là nhiều người rồi. Đấy, cho nên là hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bác. Đây chính là cái cây sâm đại hành các bác nhá. Vâng, đây tôi trồng khá là nhiều. Vâng, trồng khá là nhiều. Bên cạnh cây sâm này thì tôi còn trồng chè dây. Nói chung là những cái vấn đề về dạ dày thì các bác có thể liên hệ cho tôi qua số điện thoại hoặc Zalo 0374988027 các bác nhé. Thưa bác, là để mà biết được, nhận dạng được cái cây sâm đại hành này thì tôi cùng các bác đi tìm hiểu. Đầu tiên là khi mà củ nó ở dưới đất chúng ta chưa nhổ lên ấy, để mà nhận biết được thì chúng ta các bác nên xem cái lá của cây này, lá nó dài và lá nó gần giống như cái cây lá của sâm cao đen các bác nhé. Đấy, khi mà có hoa đây này, nó có từng những cái rãnh như này. Vâng, và lá của nó thì không có lông. Vâng, lá của nó không có lông, nó có những cái rãnh như này, nó dài. Vâng, dài hơn một gang. Còn khi mà nó ra hoa thì hoa của nó màu trắng như này. Vâng, đây. Nụ hoa thì màu vàng. Thưa bác, là tôi dùng cái GoPro này tôi không thể nào lấy nét được cái cận cảnh cho các bác. Các bác thông cảm. Và các bác nhìn như này là các bác có thể biết được rồi. Và để biết chi tiết chính xác nhất thì các bác có thể đào như tôi. Vâng, các bác đào lên như thế này thì chúng ta biết nhận dạng nó dễ dàng hơn. Thưa bác, là đây chính là một cái vị thuốc trong cái bài dạ dày thang của người đồng bào dân tộc Dao ở trên tôi. Có thể các bác những cái địa phương khác thì dùng để chữa những cái bệnh khác, nhưng mà ở trên tôi thì dùng là một cái vị mà không thể thiếu nếu mà bị trào ngược ở hơi ở chua ấy, bị đau dạ dày ấy, viêm loét dạ dày ấy, thì chúng ta dùng cây này kết hợp với lại cây chè dây. Thưa bác, đây chính là cây chè dây, cây dạ cẩm và một số những cái cây khác nữa. Đấy, những cái cây khác ví dụ như là cây đìa rán này. Đấy, tiếng đấy là cái tiếng địa phương, còn tiếng phổ thông thì tôi cũng không rõ là nó được gọi như nào, thì tất cả các bác thông cảm. Đấy, trong những cái clip mà tôi đã chia sẻ thì có rất là nhiều những cái vị thuốc trong cái bài dạ dày thang của người đồng bào dân tộc
giao trên tôi. Và về cái cách dùng cái cây sâm đại hành hay là cây tỏi đỏ này thì chúng ta có thể sử dụng cái cây thuốc này dùng dạng dưới dạng tươi hoặc là khô hoặc là dùng để ngâm rượu các bác nhé. Để mà dùng tươi thì các bác chỉ cần rửa sạch xong là cứ thế mà dùng thôi. Và sắc mình dùng để sắc uống. Còn nếu mà dùng khô thì các bác nên thái phiến ra và cắt nhỏ ra mình phơi, mình sẽ dễ dàng phơi khô hơn, phơi khô để mà nó bảo quản được lâu hơn đấy. Về cái công dụng của cây này thì theo như ban đầu tôi vừa giới thiệu cho các bác ấy, thì cây này là một cái cây mà dùng để chữa trào ngược dạ dày. Ngoài ra thì theo những cái thông tin cũng như là những cái cuốn sách về y học cổ truyền mà tôi tham khảo được thì tôi kết hợp lại, tôi tổng hợp lại, tôi chia sẻ cho các bác là về cái cây sâm đại hành này thì nó còn để chữa rắn cắn này, để chữa đau lưng này, đau nhức xương khớp này. Đấy, còn ở trên vùng đồng bào trên tôi thì có thể dùng cây này dùng để chữa ho. Vâng, chữa ho này, chữa những cái chứng mất ngủ, bệnh thiếu máu thì không thể thiếu cái cây này nhá. Một cái vấn đề về một cái trường hợp mà bị bệnh thiếu máu ấy thì chúng ta sử dụng cây này kết hợp với lại cây thái lai tía các bác nhá. Vâng, cây thái lai tía với lại một số những cái cây khác nữa thì chúng ta dùng để bổ máu, ví dụ như là sâm đương quy chẳng hạn. Đấy. Còn về vấn đề mà những cái trường hợp mà bị ho, chúng ta sử dụng cái cây sâm đại hành này thì các bác thái nhỏ ra, các bác băm nhỏ hoặc là xay nhỏ ra, chúng ta dùng thuốc tươi các bác nhé, xay nhỏ kết hợp với lại trứng gà ta các bác nhé, chúng ta đem đi hấp. Đấy, chúng ta chỉ cần khoảng một củ như thế này rồi. Đấy, một củ như này kết hợp với lại một quả trứng gà ta đem hấp cách thủy. Đấy, đến khi nào chín thì chúng ta bỏ ra ăn. Các bác có thể thêm một chút hạt tiêu, một chút muối. Đấy, tức là mình có thể thêm gia vị vào để cho vừa cái khẩu vị của mỗi người. Đấy, đấy là những cái trường hợp mà bị ho, viêm họng thì các bác có thể làm theo tôi các bác nhé. Ngoài ra thì cái cây này có thể dùng để chữa những cái chứng mất ngủ thì các bác có thể lấy khoảng 30g cái sâm đại hành này sắc chung với lại 14g lạc tiên, chúng ta lọc lấy nước để uống thì nó cũng chữa cái chứng mất ngủ rất tốt. Và một cái nữa về cái sâm đại hành này có thể chứa cái lở ngứa này, mụn nhọt này, các bác có thể sử dụng cái sâm này kết hợp với lại cái cây kim ngân và cây bồ công anh, mỗi vị từ 14 đến 18 gram các bác có thể sắc uống. Đó, đây là những cái thông tin, một số những cái thông tin tôi muốn chia sẻ cho các bác được biết về cái cây sâm đại hành và cái công dụng chính, công dụng chủ yếu mà ở trên địa phương chúng tôi hay sử dụng để mà làm thuốc từ cây sâm đại hành này là nó chính là trị bệnh trào ngược dạ dày, bị ợ hơi, ợ chua. Chúng ta kết hợp với lại một số những cây thuốc khác nữa để mà điều trị cái bệnh dạ dày các bác nhé. Ngoài ra thì dùng để điều trị cái bệnh thiếu máu này, đấy, bệnh ho, viêm họng. Đấy, những cách dùng thì như tôi đã kể ở trên ấy, chúng ta có thể dùng tươi hoặc khô đều được. Và ngoài ra tôi thấy ở trên những cái thông tin ở trên những cuốn sách thì chúng ta có thể dùng cây này để mà ngâm rượu các bác nhé. Vâng, tôi hy vọng đây là những cái thông tin hữu ích cho các bác tham khảo. Nếu các bác có nhu cầu về chữa cái bệnh dạ dày và bệnh trào ngược thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hoặc là Zalo 0374 988 027.
Và xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những chương trình series phim tiếp theo. Và nếu bác thấy cái clip này hữu ích thì đừng quên nhấn nút chia sẻ và đồng thời để lại cho tôi một like và một cái bình luận. Các bác có thể đóng góp ý kiến cho tôi để tôi ngày càng hoàn thiện hơn cho những cái clip tiếp theo. Và xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.